Radar FI Việt Nam lắp đèn L4, có dùng nút vaccine gắn trực tiếp vào trong cái cầm. Đèn được lắp vào chân kính sử dụng pad inox 304. Này chưa có siết lại nè. Lát canh chỉnh đúng tiêu cự hướng rồi siết chứng. Ở dưới này là được lắp công tắc on off, tắt mở. Đá đèn. Nút đá đèn này được canh chỉnh không bị cấn ở trong và khi bóp côn cũng không bị cấn. Tiếp theo là bên trong đầu đèn được đi dây, bao gồm dây từ ắc quy lên, thông qua relay này điều khiển đèn L4 được chắc cắm riêng lẻ, khi không cần thiết hoặc là khi sửa chữa thì có thể tháo rời ra, được bọc ống chống nhiệt chống cháy.